Đây là nơi mà mỗi tối khi đi làm về em có nhiều thứ em không thể bước ra khỏi đầu được. Và nó sẽ hơi không có lung linh như phía trước của chị. Em không quan trọng kết quả đâu. Em chỉ muốn chị được thoải mái và giữ nguồn năng lượng đó. Nó không phải là nhẫn thiệt. Tỏ tình như vậy là không nghiêm túc rồi. Anh đang muốn gài gắm một sự ngọt ngào trong này ạ? Thực ra để mà gọi là yêu đương nhau ngay tức khắc, ngay từ thời điểm này á, nó sẽ rất là khó. Thì anh muốn một cái gì đó lần đầu tiên mình gặp gỡ nó nhẹ nhàng thôi, nó ngọt ngào như này thôi. Sau này nếu như mà chúng ta có cơ hội tiến xa hơn á, thì nó sẽ là những cái to lớn hơn. Em biết là trên cái chặng đường sắp tới, phía trước của chị sẽ có nhiều cơ hội và sẽ có nhiều điều phù hợp hơn em. Thực ra cái lúc mà xuất hiện là em đã thấy chị hơi bối rối rồi. Và em không muốn điều đó xảy ra một tí nào. Cho nên là em sẽ nói thật. Nếu mà bảo là em thích chị nhiều lắm á, thì là nói xạo. Tại vì mình chỉ mới nói chuyện vài lần và mới chỉ hiểu về nhau một xíu thôi. Nhưng mà thực sự là em đến đây vì linh cảm. Và em không thể tìm ra một cái điểm khác nhau nào ở tụi mình hết. Đây là nơi mà mỗi tối khi đi làm về em có nhiều thứ em không thể bước ra khỏi đầu được. Và nó sẽ hơi không có lung linh như phía trước của chị. Em không quan trọng kết quả đâu. Em chỉ muốn chị được thoải mái và giữ nguồn năng lượng đó. Chị có thể bước về phía trước hoặc là trở về đây và cùng chia sẻ với em nhiều thứ. Thấy thời gian rất là hay nhá. Sao nhỉ? Lúc gặp Vinh cái đợt đầu tiên ấy, có mỗi cái buổi đi chơi thôi, sau là thi thoảng nói chuyện với nhau qua Facebook ấy. Xong mình thấy cũng có cảm tình với bạn này, thì mình cũng nghĩ rằng là hay là mình thử cởi mở một chút đi xem thế nào. Nhưng mà xong mình lại thấy hình như là bạn đấy cũng không thích vào đèn xanh cho lắm. Sao chị cũng bảo là tự nói với bản thân rằng là chắc là không phải rồi, chắc là chị tự nghĩ ra thôi. Sao là bác đi 2 năm rồi lại thi thoảng chị lại vào comment Facebook của em ấy, vì cũng muốn hỏi thăm, vì chúng ta cũng là những người bạn mà. Xong hôm nay mấy hôm trước lại nhắn tin bảo là chị vào đây à, xong mình cũng bất ngờ, bảo cũng tham gia à. Vinh bảo là không, em không tham gia. Sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Nhưng mà chị rất là bất ngờ khi mà em lại chọn chị và đưa chị lên đây. Thì chị nghĩ rằng em sẽ chọn một bạn khác, bởi vì bọn mình biết nhau rồi ấy. Nhưng mà không giống như chị nghĩ. Rồi xong là chị em gặp lại nhau. Cảm giác của chị bây giờ là chị bị mất cái đèn xanh đấy rồi.
색이 바래진 그날의 기억을. Vì 2 năm rồi mà. Không còn tín hiệu nữa, không còn điện nữa. Này, chị cũng rất trân trọng em. Rất may mắn có một người bạn mới. Không, đừng buồn, đừng buồn. Thực ra 2 năm vừa rồi em cũng có tìm hiểu những người khác. Em cứ nghĩ là sẽ ổn. Em nói rồi mà, em tới đây để tìm kiếm cơ hội để tụi mình lấy lại những thứ mà ngày xưa tụi mình đã vô tình bỏ lỡ. Nhưng mà chắc là nó sai thời điểm. Nhưng mà phải là bạn nhá. Ok, em vẫn sẽ ở đây thôi. Không ra đây à? Bye bye mọi người nhá. Bye bye. Bye bye Vin. Bye bye Vin. Chia. Đây là một chiếc nhẫn. Em có biết lý do tại sao là anh chọn một cái chiếc nhẫn nó khá là đồ chơi như thế này? Nhìn nó kẹo lắm. Nó không phải là nhẫn thiệt. Tỏ tình như vậy là không nghiêm túc rồi. Anh đang muốn gài gắm một sự ngọt ngào trong này ạ? Thực ra để mà gọi là yêu đương nhau ngay tức khắc, ngay từ thời điểm này á, nó sẽ rất là khó. Thì anh muốn một cái gì đó lần đầu tiên mình gặp gỡ nó nhẹ nhàng thôi, nó ngọt ngào như này thôi. Sau này nếu như mà chúng ta có cơ hội tiến xa hơn á, thì nó sẽ là những cái to lớn hơn. Hy vọng là em sẽ thích cái món quà này. Tuy nhỏ nhưng mà nó là cả cái tấm chân tình của anh. Vâng. Em cảm nhận được cái nguồn năng lượng của anh rất là rõ ràng. Và mình thấy bảo, ôi sao có một ông giống mình thế? Cũng nhây mà rất là biết làm trò nhưng mà không bị lố. Xong em ước rằng là em ước là chúng mình sẽ là bạn của nhau. Thực sự em rất cần những người bạn như thế. Bạn bè em không có nhiều, em chơi rất là chọn lọc. Và em biết rằng là những người giống nhau sẽ hút nhau. Đó, em và anh trường năng lượng giống nhau đã hút nhau rồi. Ok. Và em sẽ quyết định. Em sẽ quyết định điều đó bằng ngón bạn. Tình bạn ngọt ngào. Okay. Và em tin chắc chắn rằng là lát nữa khi chương trình kết thúc là hả? Anh có đợi em không hay anh sẽ về? Anh đợi em chứ. Chỉ là nói anh vẫn yêu em như mỗi sớm, do vẫn
để liên lạc với anh. Em cũng rất thích miền Tây vì em rất thích ăn hoa quả. Em đã từng xem trên TV là có cái chợ nổi sau rất là nhiều trái cây để trên cái ghe, cái xuồng ấy. Rất là thích và ước một lần được đến đấy để được ăn trái cây. Hiện tại thì có thể là em chưa đồng ý và bước vào trong cánh cửa kia với anh. Nhưng mà em đang rất trân trọng cái tình cảm này và rất là trân trọng cái mối quan hệ này. Em dùng từ trân trọng. Rất ít người em nói điều đấy, chỉ có những người thực sự tốt với em, thực sự em tốt với họ, hai người giúp đỡ nhau, chơi với nhau lâu em mới dùng từ đấy. Và anh là một người em mới quen, nhưng mà mọi cái năng lượng anh trao cho em ấy, em đều cảm nhận được. Ok, thì thực ra thì hỏi có buồn hay không thì rất là buồn. Anh buồn á? Sao anh lại buồn? Ôi anh đừng buồn mà, anh đừng buồn mà. Ôi anh đừng buồn mà, anh đừng buồn mà. Anh thua, nhìn nó yếu đuối quá. Thật ra thì dễ thương quá ha. Anh đã chuẩn bị cái màn tỏ tình này. Anh rất là giận bản thân anh làm không có tốt trong ngày hôm nay. Không gì đâu, không tức là anh đừng trách bản thân anh. Anh chuẩn bị rất là nhiều thứ và rất là nhiều những cái câu ngọt ngào, nhưng mà ngày hôm nay anh không có nói được. Nhưng mà cũng không sao, thì có cơ hội làm bạn, nó đã là một cái gì đó nó rất là tốt rồi. Và anh sẽ trân trọng cái tình cảm này. Anh sẽ trân trọng em. Xíu nữa add Facebook à. Nói chuyện sau à. Anh sẽ đợi em. Ok à. Cảm ơn anh nhiều nhá. Nó dễ thương quá. Dễ thương ghê luôn á. Mình phải mạnh mẽ. Đàn ông là phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ lên. Ok, mình sẽ cố mạnh mẽ. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye cậu. Bye bye. Cố lên đáp lại anh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Tay ta đan tay môi khi chạm vào môi. Chỉ có hai ta và một trời bình yên. Dẫu cho thế giới thua say, bên nhau đến hết kiếp này. Mình là của nhau. Ngày rồi một ngày nữa lại trôi. Ta đi bên nhau trong thật đẹp đôi, gạt hết đau lòng.